Thì em cũng biết là em cũng bỏ tay đi em, bỏ tay đó. Em có sai. Thì em sai cái gì thì em cứ nói thẳng lên. Thì em nói chuyện với vợ em chứ không phải nói chuyện với anh. Em nói chuyện đây là các anh nghe một phần, chủ yếu vợ và con hoặc gia đình em nghe thôi. Em biết em cũng có sai. Thì cái phần sai đó vợ em cũng có sai một phần. Thì thôi, vợ chồng nào cũng vậy, ai cũng có cái sai. Thì em mong muốn vợ em mau suy nghĩ để quay trở về với gia đình. Cách đã hơn một tháng về trước, gần 2 tháng, gọi là 1 tháng 20 ngày. Dạ. Yeah. Trước đây nữa là vợ chồng em có ngủ chung không? Có anh. Vậy là ở trọ là hai đứa con ngủ riêng? Ngủ chung luôn anh. 4 người ngủ chung. Xong. Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày đầu năm mới, phải nói anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin, đặc biệt là các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tỉ vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay thì đang sinh sống ở một tỉnh rất xa. Thì về đây phải nói là nhìn thì cũng có vẻ là rất buồn rầu. Nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Cô vợ là nhìn bên ngoài thì có vẻ rất đẹp gái này, còn chưa biết là hiện nay thì em gái này có dễ thương không thì chưa biết. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Chào chào anh. Em cho anh hỏi này, em tên gì? Em tên là Nghĩa. Nghĩa hả? Nghĩa dạ, sinh năm mấy? Em sinh năm 88. Em ở Long An. Long An à. Dạ. Nghĩa lấy vợ lâu chưa? Em mới vợ nay 15 năm rồi. 15 năm. Mình có mấy người con rồi? Em có một đứa là 9 tuổi, một đứa là 13 tuổi. Ồ, 9. Trai gái em? Hai đứa đều trai anh. Ồ vậy ngon rồi. Sau này chuẩn bị hai lô đất chưa? Mình chuẩn bị hai lô đất chưa? Dạ. Hả? Dạ. Chưa hả? Em cho anh hỏi hôm nay em về đây tìm vợ đúng không? Dạ vâng. Vợ em sinh năm mấy? Vợ em sinh năm 1987. Vợ hơn em 1 tuổi. Dạ đúng, hơn em vài tháng. Vài tháng hay nhưng 1 tuổi rồi, dạ. 87, 88 là 1 tuổi đó. Vợ em quê quán ở đâu? Vợ em quê ở Kiên Giang. Kiên Giang, xa vậy, sao mình gặp nhau ở đâu? Ở Cao Nguyên à? Dạ không, hồi xưa gặp nhau ở Sài Gòn. Ồ, gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Ồ, mình yêu nhau lâu không? Dạ yêu nhau cũng lâu, hồi năm 2009, 2010. Ồ, yêu nhau vậy lâu à? Yêu nhau 2 năm liền. Dạ thì cũng khoảng thời gian đó. Ồ, dài đấy. Thế mình cưới nhau có to không? Thì cũng ấy. Bao nhiêu bạn? Lúc đó thì em cũng hình như là gần 20-30 gì đó. Ý, vậy là to đấy. Đám cưới của anh có 3 bàn, đám cưới mà 20-30 bàn to đấy. Hôm đám cưới là mình có đi xe hoa hay là đi xe Honda? 4 bánh hay 2 bánh? Dạ đi xe Honda. Honda là vui rồi, anh thời xưa đám cưới đi bộ. Em thế là vui rồi. Dạ. Thế là em cho anh hỏi này. Vâng. Em hiện nay ở quê là có nhà không? Dạ chưa. Chưa có nhà, mình đang ở đâu, ở trọ hả? Dạ vâng. Em đang làm công việc gì? Em làm nghề tự do anh. Thu nhập ổn không em? Cũng bình ổn. Tháng được 20-30 không? Dạ không tới đâu anh. Không được. 18 triệu không? Không tới đâu anh. 17 triệu đi. Tháng chừng 8-9 triệu là nhiều rồi. Nhiều nhất là được nhiêu em? Cả đó. Tết rồi thưởng nhiều không? Dạ không, em thì em làm tự do chứ không có làm công ty. Thế còn vợ làm gì em? Vợ em thì làm nail, làm móng tay móng chân á. Vợ làm cho người ta hay là mình có chủ, à mình có quán, mình có cửa? Vợ em thì làm chủ. Vợ làm chủ à? Có nhiều lính không? Dạ không có lính anh. Một mình làm, tự làm chủ luôn? Dạ. Đông khách không em? Nói chung cái mùa sau mùa dịch với cái mùa khủng hoảng này thì ở đâu em nói cũng vậy thôi, cũng không có khách đâu. Vợ làm này đa số là làm phụ nữ, có làm đàn ông không? Chỉ làm nữ thôi anh. À làm nữ hả? Dạ. Làm láng luôn hả? Làm nữ thôi, không làm nam. À làm nữ thôi hả? Ồ. Vậy nữ, nhưng mà vợ mình là bỏ nhà đi này là bao nhiêu lần rồi? Dạ này lần đầu mà đi từ ngày 9 tây tháng 1 năm 2024. 9 tây tháng 1? Dạ đến nay thì... Hơn tháng? Gần một tháng, hơn 20 ngày. Hơn tháng rồi. Vợ bên ngoài nhìn có dễ thương không em? Thì đối với ai dễ thương không em không biết, nhưng mà đối với em rất là dễ thương. Đối với em là đẹp ha. Dạ. Em như đó là đúng. Anh rồi. Nhìn em cũng dễ thương rồi. Vợ hình như em, vợ có cái răng khảnh đúng không? Dạ. Ồ, duyên đấy. Vợ em có hay cười không? Dạ có. Thế mình có hay cười không? Em ít cười. Ít cười chắc kỳ ấy. Thì tính em nó đã vậy rồi. Thì trước mình yêu vợ là mình có hay cười không? Cũng ít lắm anh. Thế mà vợ lại thích những người như vậy hay sao? Thì mình hợp nhau mình mới ở nhau đến thời gian này. Nếu mà không hợp nhau thì mình đâu có tiến đến thời gian này. Hiện nay là vợ em bỏ nhà đi này, là tại sao bỏ nhà đi em biết không? Thì hai chồng em gây gỗ thôi chứ không. Đây sao vậy em? Thì cũng gây gỗ với nhau thì vợ em giận rồi bỏ đi thôi chứ không có gì.
Gây là gây gây sao, cụ thể gây làm sao? Thì giống như giống như giờ hai vợ chồng của anh hay hai dòng của ai đó thì trong chuyện gia đình thì cũng có chuyện gây gỗ xảy ra thôi. Gây là vì tiền hay vì tình? Gây thì nói chung á thì vấn đề đó em gây gỗ thì những chuyện trong nhà vậy thôi. Mà sao gây em có đánh vợ không? Dạ không, 15 năm em chưa bao giờ đánh vợ. Chứ đánh sao vợ lại đi vậy em? Thì nói chung thì cũng gây gỗ với nhau nhiều ngày. Gây em thấy cũng có nghiêm trọng lắm mà vợ bỏ đi. Dạ thì gây gỗ. Rồi em để cho anh đưa anh cho tấm hình anh xem nào, anh kiểm tra cho mà xem vợ em xem thế nào. Để em xem tướng nha. Anh đây, vợ em là lông mi này là lông mi này, lông mi thật hay lông mi giả? Thật anh. Thật. Thật mà sao anh thấy nó cũng nó hình nó đất đoạn nè. Phải không? Lông mi này là nó cũng không được liền mạch đúng không? Vợ em tính có ngang tàng không? Đó. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Em rất là hiền anh. Hiền à? Hiền à, vợ em có bao giờ chửi em bao giờ không? Thì dây cũng có, nó qua nó lại vậy thôi. Em có hay nhậu không? Thì đàn ông ai cũng có nhậu mà anh. Anh thì không nhậu bao giờ cả. Em thì hay nhậu đúng không? Dạ có, nhưng lúc này em cũng bớt rồi, em nghỉ nhậu. Trước mà nhậu, có lần mỗi lần nhậu này có say không? Thì nhậu ai cũng phải say mà anh. Nhậu say mềm người không? Cũng có khi có khi không. Khi mềm người là ai bế em về? Ai ôm em về? Đâu, cái đó em tự đi về với anh. Say mà ấm đè được hả? Dạ. Về là mình ngủ trên giường hay ngủ đất? Thì ngủ trên nệm. Ngủ trên nệm luôn hả? Dạ. Say có alo nói không? Đôi khi. Lúc ấy là ai phục vụ em? Thì đó là vợ em thôi. Thế giờ mình thương vợ hay là thương ai? Thì vợ em phải thương rồi. Thương mà sao để làm tổn thương vợ bỏ đi luôn? Thì chuyện cãi vã gia đình thì sao mình ai cũng có hết. Sao mình không kiềm chế lại mà để ra vợ đi luôn trong đêm luôn hả? Dạ. Vợ đi mấy giờ đêm? Buổi tối đó em xỉn mất tiêu. Vậy là không biết vợ đi mấy giờ luôn. Dạ. Chỉ biết là đêm thôi. Thế con em ở với ai? Con em thì vợ em đi bắt theo luôn. Bắt đi luôn? Dạ. Con em thì đang đi học mà vợ em bắt đi. Ôi bỏ dạ. Học hành dở dang. Hai con em, một bé học lớp mấy, bé học lớp mấy? Một bé học lớp 3, một bé học lớp 6. Hiện nay là hai bé bỏ học luôn? Bỏ học luôn. Em đã tìm về quê vợ chưa? Dạ, về quê vợ thì vợ không có dưới đâu anh. Tìm chưa? Tìm hay tại ở dưới không còn nhà cửa gì nữa. Bà con, dòng họ? Bà con dòng họ thì không có qua lại, không có thân thiết. Sao kỳ vậy? Ba mẹ đâu, nhà thế vậy là ba mẹ thì cũng... mẹ thì ở trên đây. Ba thì cũng thôi nhau đâu rồi. Anh em thì người đi làm chỗ này, người đi làm chỗ kia. Vậy là em đã tìm tất cả những người thân của bên vợ em chưa? Em đã tìm rồi. Hiện nay không thông tin gì? Không có thông tin. Anh thấy một người phụ nữ mà, anh nói thật, một người phụ nữ mà trước khi đi ấy, mà bỏ chồng mà ôm cả con đi là một vấn đề vô cùng rất nghiêm trọng. Anh cũng rất chân tình. Có thể là em mắc cái lỗi sai lầm rất lớn. Chắc chắn là rất lớn thì vợ em mới quyết định ôm cả con đi, không cần nữa. Gọi là thà rằng không cần cha, không cần chồng. Còn người phụ nữ chỉ giận sơ sơ đấy, cãi nhau chỉ vì tiền bạc, tình ái, giận sơ sơ. Người ta chỉ đi một vài bữa người ta về, không mà đi hơn một tháng nay, gần hai tháng trời. Mà ôm cả hai đứa con. Bởi một người phụ nữ người ta suy nghĩ rất kỹ, không như người đàn ông. Đàn ông có suy nghĩ là nóng, vội, giận, cả giận mất khôn, nhưng mà phụ nữ người ta suy nghĩ phải là rất chín chắn. Trước khi người ta đi mà người ta quyết định cho hai đứa con nghỉ học là cả một tương lai, cả một cuộc đời. Vì vậy cho nên là đây là có thể là một cái sự rất đau đớn tận cùng, có thể rất nhiều năm qua vợ em âm thầm chịu được. Anh nói như vậy là không biết có đúng không, nhưng mà anh nghĩ rằng là những cái câu anh chia sẻ là hoàn toàn là có thể đúng. Em nghĩ thấy đúng không? Từ trước em có đưa tiền cho vợ không? Có anh. Em nói chuyện ở đây là không phải một mình anh nghe đâu, mà anh nói chuyện đây á với em là cả thế giới nghe, mà tất cả dòng họ bên vợ và bên em, tất cả anh em bạn bè hoặc những người hàng xóm em đều biết cái cuộc trò chuyện này. Vì vậy đôi khi mình giấu không giấu được em ạ. Đó. Thế này là nếu mà em thực sự em mong muốn vợ và các con em quay trở về với em thì mình có sai. Ai cũng trong cuộc đời ai cũng có lúc sai. Anh cũng sai nhiều lắm.
Nhưng mình sai mình biết sửa, cái thứ nhất, cái thứ hai là mình sai mình biết lỗi lầm của mình. Em ạ, mình không nên bảo thủ thì vợ mới có cơ hội quay trở về. Hay là em mong muốn lấy vợ khác? Nếu mà muốn lấy gì khác thì em đâu lên đó. Nếu vậy là em thành khẩn thì em cứ thành khẩn. Em biết là thành khẩn không? Thành khẩn là mình sai với vợ thì mình cứ thành khẩn, mình cứ nói hết đấy. Đó, có sao mình cứ nói vậy. Thì có bao nhiêu vấn đề đó thì em cũng đã nói hết rồi. Gọi là em hiện nay là cãi lộn là chỉ gây thôi, yeah. Chứ còn gây sơ sơ đâu. Yeah. Không có ai một gia đình nào mà gây sơ sơ mà bỏ nhà đi mà ôm hai đứa con bỏ đi trong. Nói chung thì gây thì cũng có gây sơ sơ mà gây dòng nhiều ngày anh. Gọi chứ là gây, một ngày. Gọi là liên tiếp. Liên tiếp. Bao nhiêu ngày liên tiếp? Trước khi vợ đi là bao nhiêu ngày em gây liên tiếp? Mình gây áp lực á. Mình có đuổi vợ đi không? Chắc là có đúng không? Dạ không anh. Chắc là mày cút đi, tao không cần mẹ con mày. Cái đó là giọt gì đó. Không, anh đang nói vậy có đúng không? Vậy là mình có đuổi vợ không? Dạ không anh. Anh suy đoán. Không, anh không nói là anh suy đoán này, không suy đoán, anh đang hỏi như vậy chứ. Dạ, có đúng không? Dạ. Thôi. Nói chung em lên đây thì em cũng mong anh em đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Anh Hải. Anh hiểu cái điều đó. Dạ. Anh hiểu. Mong anh em giúp đỡ giùm. Nhưng mà anh cũng mong rằng nếu em mong muốn vợ em về thì có gì đó em phải nói thật, chứ em giấu nổi. Mà giấu vợ em áp lực, vợ em xem này là vợ em nó ức chế nó còn không về. Dạ, không, nếu mà em nói thật sự á, mà vợ em coi được cái clip này á, chắc chắn vợ em sẽ coi thì, anh khẳng định là vợ em sẽ coi, mà bên gia đình em vợ sẽ coi. Chưa có một gia đình nào, nhà nào mà về đây anh đăng thông tin mà không coi hết á. Bởi cái thông tin của anh em này em thấy là cần đem máy rồi mà. Đăng lên rất nhiều kênh, rất nhiều trang, chứ không phải một của một riêng ai. Vì vậy đăng lên chắc chắn nha, ở dưới biển cũng xem được, trên đồi trên núi cũng xem được. Vì vậy chắc chắn là vợ em sẽ xem. Mà vợ em bỏ đi thế này chắc chắn là vợ em có gì đó sai sai hoặc đúng đúng, thì vợ em sẽ phải kiểm tra thông tin, mà vợ em có thể là cập nhật những thông tin trên internet thường xuyên, thì chắc chắn là sẽ đập vào mắt, sẽ coi được. Em cũng hy vọng mà vợ em xem được cái clip này. Rồi em có điều nào em muốn chia sẻ với vợ đi, em có sai gì hay đúng gì tự em nói chuyện với vợ. Thì em cũng biết. Đấy, em bỏ tay em nói chuyện nào mà. Thì em cũng biết là em cũng bỏ tay đi em, bỏ tay á. Em có sai thì em sai cái gì thì em cứ nói thẳng lên. Thì em nói chuyện với vợ em chứ không phải nói chuyện với anh. Em nói chuyện đây là các anh nghe một phần, chủ yếu vợ và con hoặc gia đình em nghe. Thì em biết em cũng có sai, thì cái phần sai đó vợ em cũng có sai một phần. Thì thôi, vợ chồng nào cũng vậy, ai cũng có cái sai. Thì em mong muốn vợ em mau suy nghĩ để quay trở về với gia đình. Cách đã hơn một tháng về trước, gần 2 tháng, gọi là 1 tháng 20 ngày. Dạ. Trước đây nữa, là vợ chồng em có ngủ chung không? Có anh. Vậy là ở trọ là hai đứa con ngủ riêng? Ngủ chung luôn anh. 4 người ngủ chung. Sao ngủ? Chặt vậy sao ngủ? Trên giường hay trên lệm mà đi? Trên nệm anh, dưới đất. Thì ngủ không được thì lên võng ngủ. Ai lên võng? Em. Trời. Thì em cũng đã quen ngủ võng rồi, tại vì ở dưới chật lắm. Sao mà mướn chỗ nào rộng? Vấn đề là cái niệm á, nó không đủ chỗ chứa. Ồ thì hai con em ngủ riêng, có hai con em lớn mà. Thì nói chung vợ em thì lại cưng con. Em nói chuyện như này là anh hiểu rồi. Có thể là vợ em, anh nói thật là vợ em không còn tình cảm em lâu rồi. Đúng không? Em thấy em cảm nhận đúng không? Vợ em không âu yếm, không mặn lòng mà không có nhiều tình cảm dành cho em như trước đây nữa, như thời còn trẻ, thời còn mới yêu nữa. Dạ đúng. Thì đúng em, không? Em suy nghĩ ai cũng vậy, ai đã có vợ chồng thì em nghĩ là họ sẽ quan tâm con nhiều hơn. Không. Là chồng. Với anh thì anh không suy nghĩ điều đó. Nếu quan tâm chồng mà quan tâm được con không, hoặc vợ chỉ quan tâm con mà không để ý chồng, chả biết ông sống ông chết nào, cái việc của ông tôi không quan tâm, thì hoàn toàn là hết tình cảm rồi. Đây anh nghĩ rằng là vợ em không tạo điều kiện cho em để ngủ chung. Em hiểu ý nhau. Hay cần anh nói to hơn nữa, thôi, nói được rõ rồi, hơn. Được rồi, được rồi. Được rồi, em hiểu rồi. Em hiểu ý nhau. Hiểu, đừng nói đó. Được rồi. Đó. Nói như thế vậy là em hiểu ha? Em hiểu rồi. Chắc chắn em biết điều đó đúng không? Thôi được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Anh không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng mà anh nói thật là anh nói chuyện là rất đúng. Anh biết tất cả những dấu hiệu của đàn ông hay đàn bà. Vì vậy nên đôi khi là mình trong cuộc sống thì không có ai có thể là đúng hết được em ạ. Nhiều khi là ai cũng có cái sai. Nhưng mình sai nhưng mình phải biết sửa hoặc là biết nhận lỗi. Người đối phương cũng vậy. Đó. Bởi vì những cái câu chuyện mà đao to búa lớn không giải quyết vấn đề em ạ. Đúng không? Mình cãi chửi nhau lúc bây giờ nóng, trong ngoài lúc nóng ra thì cũng giờ mất vợ mất chồng. Đúng không?
Em thấy đúng không? Đúng rồi. Em hãy nói chuyện trên video này, hy vọng hai người con em nghe được tác động mẹ, để hy vọng là ba mẹ con quay trở về với em. Em hãy nói chuyện với các con em đi. Thì em cũng đang hy vọng là mấy đứa con em về nó đi học hành đàng hoàng, vợ em cũng về để sum họp gia đình, thì cùng nhau hòa giải những cái khúc mắc. Em có hứa là em thay đổi tất cả tính tình của em. Có thể là em không cọc cằn, em nói chuyện nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ hoặc vui vẻ với vợ với con không? Em hứa. Em hứa, em hứa rõ ràng đây, em bỏ tay đây, em hứa đàng hoàng để cho vợ em xem được, thành khẩn thì mình phải đánh cho chuyện thành khẩn. Thì em hứa là em sẽ thay đổi. Em thay đổi nào thì tự em nói chuyện. Thì em cũng mong mà em sẽ thay đổi, mà em cũng mong vợ em sau này cũng sẽ thay đổi giống như em. Người phụ nữ người ta rất hiền, nhưng có thể là người ta ghim em ạ, người ta ghim những cái ngôn từ, những cái câu của mình, đôi khi mình tục tĩu, mình chửi vợ, đúng không? Người ta ghim rất lâu, mình có thể quên liền á, nhưng mà đôi khi phụ nữ người ta không có quên đâu em. Đúng rồi, đàn ông mình có thể mình nóng, thì có thể mình nóng rồi mình chửi gì đó, nhưng mình sẽ quên ngay trong vòng 1-2 ngày hay 2-3 ngày mình quên, nhưng họ phụ nữ họ rất là họ ghim quên. Vài chục năm luôn đó, anh nói thật đấy, vợ ghim mấy chục năm là bình dạ thường. Cái này điều này em cũng vừa nhận ra, bắt đầu từ 1 tháng em mới nhận ra đúng không? Dạ đúng đấy. Nhưng mà nhận ra 1 tháng thì muộn, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Nếu em nhận ra sớm nữa thì lại không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Dạ đúng đấy. Thì vợ em đâu có đi đâu, vợ em đi là đem theo những cái gì đi em? Vợ đi mang theo những cái gì đi? Hai đứa con gì nữa? Tiền tài sản, tiền bạc. Tiền bạc hay vàng vòng hay xe pháo chẳng hạn, đem đi thì gì có nữa? Đem đi theo chiếc xe đó anh. Xe gì em? Chiếc Vision màu đỏ. Biển số mấy? Biển số 59N3-09213. Chiếc Vision đời 2021. Bà con của em, hai bé là họ tên là gì, đầy đủ là gì? Bé sinh năm mấy? Một bé tên là Quỳnh Minh Tâm, bé tên là Quỳnh Minh Di. Huỳnh Minh Tâm sinh năm mấy em? 2011. Còn bé nữa? Huỳnh Minh Nhi là sinh năm mấy? 2015. 2011 và 2015. Hai bé hai hiện nay là bỏ học luôn theo mẹ. Dạ. Yeah. Vậy là vợ em đi hôm đó nửa đêm như vậy thì con em đang ngủ ở nhà mà vợ em dắt đi luôn à? Mà con hay không lẽ thì... hai đứa con em đồng ý đi luôn trong đêm với mẹ? Thì hay là mẹ con bàn bạc với nhau rồi? Không, em không nghĩ là mẹ con bàn bạc với nhau. Vợ em đi mà con đem theo quần áo của vợ và có con đi không? Thì có, chắc là có. Em hiện nay em kiểm tra hết phòng chưa? Em kiểm tra thì có, đi mà không có mua đồ. Đi bỗng đem đồ theo em, không biết đi mua anh, chắc em nghĩ là có. Đồ tại trong... hôm đó em đã say. Không, nhưng mà em đồng, anh đồng ý là hôm đó say, nhưng mà hơn tháng này em đâu có say đâu đúng không? Cũng có mà ít lại. Em đã từ hôm nay em kiểm tra là vợ có bao nhiêu bộ quần áo và con có bao nhiêu quần áo và những cái màu gì hiện nay trước đây còn và bây giờ không còn không? Có, em đã thấy. Giờ còn không? Hay một, mất? Một số thì mất một số rồi còn. Có nghĩa là vợ em đã có sự chuẩn bị từ trước. Anh khẳng định với em như vậy, không phải đêm nó vợ em chuẩn bị đi đâu. Chẳng qua đêm nó cho em say em ngủ quên thì vợ em đi cho thuận tiện thôi. Bởi vì đêm đi không ai ôm được quần áo đi hết á. Bởi vì sợ em ngủ dậy sao? Đúng không? Hay là em ngủ hay là em xỉn, mỗi lần xỉn em xỉn như vậy lại em nằm bất động luôn. Em xỉn em nằm ngủ. Không biết gì luôn. Không biết gì. Cũng tùy có thể biết. Nhưng mà nếu thế này thì chắc chắn là vợ em sẽ biết được tâm lý của em. Vợ em có sự chuẩn bị rồi. Và các con cũng đồng lòng theo mẹ. Em ạ. À. Chứ tự dưng mà hai đứa đang ngủ mà lôi dậy thì chắc chắn là không đi đâu em ạ. À. Mà con em không phải 1-2 tuổi mà ôm đi được. Con em hồi bữa đó như nó em nói nó cũng thức. Nó thức em hả? Nó thức chứ nó không ngủ. À nó thức thì chính tỏ là thao thức. Đúng không? Thao thức cả gọi là đêm thâu đấy. Chờ giờ đẹp em ạ, giờ hoàng đạo. Đúng chưa? Giờ phút này em nhớ vợ nhiều hay nhớ con nhiều? Có hai. Em hãy nói chuyện với con em đi, ba rất thương các con. Con có thương ba này, con lại quay trở về với ba đi. Tự mình nói chuyện. Ba mong là Tâm gì mau sớm quay trở về với ba để còn học hành nữa. Hiện nay hơn 1 tháng này rồi, em đã đến em tìm hiểu nhà trường, vợ em rút học bạ chưa? Dạ em đã đến nhà trường anh. Đến chưa? Vợ em chưa xuất hiện. Vâng. Theo em bây giờ hiện nay là vợ em đang đi về phương trời nào? Theo em dự đoán là vợ sẽ đi về hướng nào? Em thấy có một cái thông tin á là của cái một cái người ấy á, thì giờ em đang ở bên quận 12. Ở mấy ai em biết không? Dạ thì cái đó em không biết.
em chưa dám xác định. Em có nghi ngờ vợ em có thể có mối quan hệ hoặc có tình cảm với người khác lâu rồi, đến giờ phút này giận quá không chịu được nữa, là vợ em chấp nhận thôi em luôn, dắt con đi với người ta. Em có nghĩ điều đó? Em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà em có nghĩ về điều đó nhiều không? Điều đó nhiều không? Một người phụ nữ tự dưng mà ôm con đi mà nếu không biết có người thân, mà chắc chắn không về nhà người thân, thì em hình dung là người ta dắt con đi đâu? Dắt hai đứa con đi là cả một quá trình em ạ. Không hề đơn giản. Lo ăn, lo học, lo công việc, lo lấy gì sống, lo lấy gì đóng phòng trọ, lo mua gì, ăn gì, sắm gì. Một là phải có người bao bọc cho vợ em, cho các con em. Hai là vợ em đi phải đem rất nhiều tiền. Bởi thuê một phòng trọ bây giờ hiện nay thì em biết rồi đúng không? Là phải sắm giường, sắm lệm, sắm quạt, sắm chăn mùng mền, sắm lồ liêu song chậu, sắm đồ ăn thức uống và tiếp tục và kiếm công việc. Mà chắc chắn là vợ em đi rồi là cái công ty cũ thì vợ em không làm được, vợ em sẽ bỏ đó. Em đã tìm đến chưa? Vợ em không làm công ty, vợ em làm tóc làm nail ở nhà. Thì em chắc chắn là bây giờ phải không làm chỗ đó nữa, thì bây giờ làm chỗ khác, phải làm thuê làm mướn cho người khác để lấy sống, để kiếm tiền nuôi con. Anh đã từng tìm hiểu một cái câu chuyện là cũng một người mẹ dắt theo đây hai đứa con là bỏ chồng luôn, cũng tình trạng y như em luôn đó, mà bỏ từ đây sang bên Long An luôn á, gần một năm đi theo ông tướng như ông dụ, vợ ở nhà ôm ăn trộm đi mấy cây vàng của ba mẹ vợ và lấy cả xe sang đấy sống một cuộc sống gọi là vô cùng kham khổ. Vợ làm công ty, hai đứa con nhốt ở nhà, cả khu phòng trọ đấy ai cũng biết, ai cũng mong muốn là hãy quay trở về với gia đình, nhưng cô gái nào nhất quyết không về. Nên khi các anh em tìm được thì phát hiện được ra là cô ta đang sống với một người đàn ông khác cùng theo hai đứa con, có cái cuộc sống phải nói là rất kham khổ. Vì vậy nên anh nghĩ rằng vợ em không loại trừ những trường hợp như vậy em ạ. Mà em có đem theo tiền đi không? Có. Nhiều không em? Em cũng không rõ. Tiền bạc trước là em làm về là ai giữ? Tiền là vợ em giữ. Em làm về đưa hết cho vợ? Thì nói chung ở đó thì vợ chồng em, vợ em thường là giữ tiền. Không, nhưng mà thường thường ví dụ hết tháng này, làm hết tháng này là mùng mấy em có lương? Em không có làm công ty. Thế tiền hàng ngày là em đều có nhiều về đưa cho vợ? Cũng có đôi khi em giữ. Em giữ nhiều không? Em giữ ít thôi. Còn đưa hết đúng không? Thì đúng rồi. Về nhà là cơm nước là ai? Ai là người trực tiếp mà lo liệu? Cơm nước thì vợ em. Thường là vậy. Thế ngoài tối ra em ăn xong rồi em sẽ làm gì? Mình quan tâm đến các con không? Thì mình ăn xong mình dọn dẹp ha. Rồi con cái thì coi nó ăn thì tại con cái nó cũng lớn rồi, thì bắt cũng phải bắt nó phụ để cho nó biết. Trời của mình cũng phải tập cho nó quét nhà, lau nhà, dọn rửa. Chứ giờ không tập nó. Anh hỏi thật em này, em đã đánh vợ trận nào chưa? Chưa bao giờ. Chưa hề đánh vợ hả? Nhưng mà chửi thì nhiều đúng không? Chửi thì có, em đồng ý điều đó. Nhiều khi nhiều người phụ nữ người ta đánh người ta một cái, người đôi khi người ta chịu được em. Nhưng đôi khi chửi người ta lại không chịu. Em phải nắm bắt tâm lý như vậy. Đôi khi chửi người ta lại không chịu. Nhưng mà thôi dù gì thì bây giờ thì chắc chắn là em sai đó. Anh thấy như vậy là em sai, đúng chưa? Em có nhận lỗi với vợ là em sai không? Em đã nhận lỗi rất nhiều. Trước đây hôm mà em đánh vợ xong hoặc em giận vợ, hai vợ chồng chửi lộn nhau á, em có xin lỗi vợ không? Dạ không. Không. Tại lúc đó còn đang nóng giận lên đến mấy ngày nữa. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em mình xếp bình dương ghi hình đăng tin tìm vợ và tìm con. Dạ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng để xã hội để tìm vợ và con không? Em đồng ý. Em nhắc lại cho anh là vợ em họ tên là gì? Trần Thị Hồng Diễm Phúc. Sinh năm mấy em? Sinh 1987. Quê quán ở đâu? Kiên Giang. Vợ em là cao khoảng mét mấy em? Vợ em cao khoảng 1m gần 1m 58. Vợ là gần 1m6 ha, 58. Đúng, gần 1m6. Đặc điểm nhận dạng là vợ em có một chiếc răng khểnh bên tay phải đúng không? Dạ đúng rồi. Vợ em làm nail hả? Dạ. Vợ em trước đây làm ở khu vực nào? Ở Long An. Bây giờ là hiện nay theo em biết là cái thông tin là nghi ngờ là đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ở đang quận mấy? 12. Quận 12. Rồi các anh em sẽ xác minh để tìm hiểu cái thông tin em chính thức là vợ em đang ở đâu. Yeah. Nhá. Nếu đúng thực sự vợ em đang ở khu vực quận 12 và kèm theo hai đứa con thì các anh em sẽ tiếp cận và tìm hiểu thông tin đúng thực sự như vậy thì các anh em sẽ giúp vợ và các con em quay trở về em nhé. Đồng ý không? Em đồng ý, cảm ơn.
Rồi, hiệp sĩ của anh Hải và các anh quay phim. Rồi, anh cảm ơn đến cuộc chia sẻ của em. Chúc em luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hy vọng trong những ngày tháng tới thì vợ và các con em sẽ quay trở về đoàn tụ cùng với em nhé. Rồi, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Em trai này hiện nay chia sẻ những cái câu chuyện phải nói là rất nhiều điều khúc mắc mà chưa có lời lý giải. Đến giờ phút này vợ và con âm thầm ôm quần áo ôm áo và con là đi trong đêm. Chưa biết là nguyên nhân sâu sắc đến mức độ nào mà một người phụ nữ chấp nhận ôm con bỏ đi trong đêm, để lại người chồng bơ vơ, sáng ra chồng tỉnh dậy này không biết vợ và con đang phương trời nào. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện thông tin chính thức em gái và kèm theo hai đứa trẻ đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hiểu Dương theo số điện thoại 0913785858, anh em sẽ tiếp cận và tìm cách để giúp đỡ gia đình có một cuộc đoàn tụ. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.